Elizabeth và biệt thự Rolls-Royce. Tôi được biết đến nhờ những thiết kế mang vẻ đẹp trường tồn. Giống như việc một người phụ nữ sở hữu chiếc váy haute couture của tôi, thì 30 năm sau cô ấy vẫn luôn lộng lẫy khi mặc nó. Thậm chí cả con gái và cháu gái cô ấy cũng vậy. Đây chính là giá trị mà tôi luôn muốn mang đến trong các sản phẩm của mình. Lấy cảm hứng từ những chiếc váy cưới haute couture, biệt thự Rolls-Royce được phác thảo và may đo trong từng chi tiết cùng với những nội thất hàng hiệu đến từ thương hiệu Elizabeth. Đây sẽ là một trong những biệt thự hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam và chỉ có 121 căn duy nhất cho tới thời điểm này được phép mang logo của Elizabeth, một trong những bảo chứng của haute couture trên toàn thế giới. Rolls-Royce, dinh thự haute couture đầu tiên được thiết kế bởi Elizabeth và những bậc thầy kiến trúc. Việt Nam là nơi để Elizabeth lựa chọn phát triển dự án đầu tiên trong khu vực, dự án sở hữu nhiều ưu thế vượt trội để mang đến thành công. Với vị trí đắc địa của dự án và những căn biệt thự nổi bên sông là ưu thế lớn. Thiết kế nội thất tinh xảo được làm từ vật liệu quý hiếm, không gian chung được thiết kế rộng rãi, khác biệt so với những ngôi nhà thông thường. Ý tưởng thiết kế dựa trên phong cách sống và sự kỳ vọng của tôi về ngôi nhà của riêng mình. Tôi hy vọng sau Rolls-Royce sẽ có thêm nhiều dự án khác.